Thưa các bạn, sau đây chúng ta sẽ trải nghiệm âm thanh của đôi loa Philips Anico 17 cm, được dựng trong một đôi thùng gỗ thông giản dị và một cái âm ly L41 công suất ra là khoảng 2,5W một kênh. Chúng ta sẽ nghe bằng nhạc số với giọng ca của Tuấn Hiệp. Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối. Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô, như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ. Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng còn đó mãi trong tôi. Vội vã trở về, vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con phố. Nhưng còn đó mùa thu đầy gió và rêu xanh bên những gốc cây già. Chiều mưa xa giăng kín phố dài. Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô, như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ. Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng còn đó mãi trong tôi. Nhưng còn đó mùa thu đầy gió và rêu xanh bên những gốc cây già. Vội vã trở về cùng tháng năm xưa, sau những con đường
khóc, em buồn nghe lá chút. Chiều mưa xa giăng kín phố dài. Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác sờ, tôi vội vã trở về để nghe tim mình rưng rưng trong nước. Tuấn Hiệp hát tình cảm thật đấy.